2m trừ 1 tiết trừ m bằng bằng 0. Câu A nha bà. Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt với mỗi m. Thì câu này không khó đúng không ạ? Nhưng các bạn phải cần nhớ kỹ năng nha. Cái bước cuối cùng của cái bài này chính là cái delta đó. Cái delta tuyệt đối các bạn không được sai. Nè, A nè, B nè, và C. A bằng 1 nè, B bằng trừ 2m trừ 1 nè, C là trừ m. Các bạn tính delta bằng B bình trừ 4 lần A, AC bằng. Nhớ có dấu trừ các bạn đóng cái ngoặc giúp lợn. Được chưa? Đó, bình phương trừ trừ 4 lần 4 nhân A nhân cho C bằng nè, bình phương mất dấu trừ. Được chưa? Rồi thằng này ra là trừ trừ thành cộng nè, vậy là trừ cộng 4m. Sau đó các bạn khai triển giúp lợn nè. Thì thằng này ra gì ạ? A bình trừ 2 nhân A nhân B cộng B bình và cộng 4m viết lại. Được chưa? Và đây với đây nè, các bạn thấy rút không? Rút nè, giống nhau nè, đối nhau, giống nhau, đối nhau á. Rồi này sẽ ra là 4m bình cộng 1. Thì mình biết hàng này cái gì bình phương cũng luôn luôn lớn hơn bằng bằng không, cộng thêm một số 1 nữa lớn hơn không, vậy hàng này lớn hơn không với mọi m. Sau đó các bạn kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi m. Ok câu A chưa bạn Minh Minh Hậu ơi? Ok câu A.